Kính chào quý vị. Hôm nay thứ Tư ngày 25 tháng 10 năm 2023, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần đầu bản tin sẽ có những nội dung sau. Công ty Finance Future giới thiệu sự kiện đặc biệt Amazing Race Phần Lan và Việt Nam kết hợp với trình chiếu họp báo để lắng nghe chia sẻ từ thí sinh tham gia. Qua sự kiện này thì công ty hướng tới giới thiệu những trải nghiệm mà giới trẻ Việt Nam có thể có khi đến học tập tại Phần Lan. Sự kiện này cũng nhằm mục đích nâng cao nhận thức và tăng các hoạt động giữa Phần Lan và Việt Nam trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch và giáo dục. Năm 2023 cũng là năm đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Phần Lan. Chương trình có sự góp mặt của gương mặt quen thuộc như Hoa hậu Hồ Hennie, MC Khánh Vy và nhiều khách mời quan trọng khác. Không chỉ vậy, khán giả còn được khám phá những cơ hội du học Phần Lan, mang lại thông tin bổ ích cho các bạn học sinh quan tâm đến cơ hội du học ở bậc trung học phổ thông và học nghề. Cái mục tiêu của tụi mình đó là mang nhiều học sinh trên khắp nơi trên thế giới đến Phần Lan để mà du học, chương trình học miễn phí ở trong trường cấp 3 và chương trình nghề. Thì cái cuộc đua kỳ thú Phần Lan, Việt Nam là một cái sự kiện nhằm giao lưu với khán giả và trình chiếu cái game show thực tế diễn ra ở Phần Lan, và cuộc đua kỳ thú là một cái chương trình rất là nổi tiếng trên toàn thế giới. Finance Future là một công ty quốc tế có trụ sở chính tại Phần Lan và các văn phòng chi nhánh cũng như đại diện trên khắp thế giới, trong đó có một văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Với mạng lưới các đối tác rộng lớn, Finance Future mang lại những dịch vụ và cơ hội trải nghiệm cho học sinh quốc tế.